Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh mình. Và mình Trung Phi Ship vào đây thì ngày nay ta lại tiếp tục với Plants vs. Goblin phần 5. Boom. Over. Rồi để mình remove cái glitch ra. Cái lỗi này của chúng ta này. Để mình remove cái. Để mình remove cái. Bam. Trời. Đó, 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 đó. Kìa, sao không giết nó không kia đi. Trời ạ. Thôi mất mẹ xe rồi. Trên này ăn cướp rồi, ăn cướp rồi. Ăn cướp rồi. Ủa, ăn cứt rồi tao ngơi, ăn cứt rồi. No, no. Ủa,
cây rồi. Mong là chỉ mong là chiều nay mình có thời gian để phá đảo cái game này thôi. Let's go. Chắc chơi rồi, rồi rồi làm thử thách rồi. Thank you.
chiều còn màn 26 đến 30 nữa. À, phá đảo con game này. Xin chào ơi. Vãi tự hủy á. Tự hủy vật là thank you.
ha ha. Thank you.
Thank you.
Wow. Bọn em bác xem sao. Thank you.
Chết mẹ rồi. Anh chết rồi. Anh chết rồi đâu ơi. Được rồi, đây là những con cây mình sẽ chọn trong ngày 25. Ha.
ổ gà đặt mẹ vào ổ gà. Có nghĩa là đi để chiều phá đảo hơn gần hết đi lên. Sao việc chọn đây thì sẽ rất là khó khăn. Nó nói với tôi là game này có 30 màn nha. Mẹ bắp bung bắp ngô để đéo đi. Đây. Tôi phải nói được với các ông đầu tiên này. Gái gì? Đéo gì? Wow, có cái gì xảy ra vậy?
Người ta thường có câu là ba cây dự hạn là trụ lại lên hòn núi cao, thì vui thật, công nhận vui thật. Ôi rồi. Thank you.
Yes, not really carry. She not being zero. Yes. Sao mai mày có cây mới? Còn bò mình, bây giờ mình chỉ giờ còn một con nữa chưa mở khóa được chứ nhỉ con? Con của bon này này, thấy chưa? Gần đến tập cuối rồi, vâng thưa quý vị, như vậy chúng ta đã xong tập nữa rồi. Fast versus Goblin phần 5 rồi. Và những video sau thì và không biết tập cuối sẽ như thế nào, quý vị cũng chờ đón nhé. Và nếu bạn nào thích video của ngày hôm nay thì hãy cho mình like, chia sẻ video và đừng quên nhấn nút subscribe để mình nha. Đây chính là động lực rất lớn giúp mình làm cái video tiếp theo này. Bây giờ video này mình xin kết thúc, cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị các video sau, thân ái chào tạm biệt.